Phần vấn đạo. Một trong những cách tuyệt vời nhất để tiếp nhận sự chỉ dạy của Ajahn Chah là ngồi tại căn lều của Ngài và lắng nghe Ngài trả lời những câu hỏi của các tăng sĩ trong tu viện và của khách thập phương. Chính ở nơi đây, bạn có thể nhận thức tính chất đại đồng của đường lối tu hành này. Mặc dù có hôm Ajahn Chah chỉ toàn nói về việc thu hoạch lúa gạo với một nông dân địa phương, bởi phần lớn những câu hỏi từ những người Á Đông hay phương Tây cũng giống nhau. Họ hỏi về những nghi ngờ và lo sợ, về cách để an tâm, về những sự phấn đấu để duy trì một đời sống đức hạnh và thiền định. Khoảng hơn 200 sinh viên từ Âu Mỹ đã tìm đường đến khu rừng hẻo lánh này để tu tập tại Wat Pha Phong và những chi nhánh khác qua nhiều năm. Họ bao gồm những người tầm đạo và khách du lịch, bác sĩ và những tình nguyện viên của tổ chức hòa bình, cả già lẫn trẻ. Có người đến xuất gia luôn và sống đời tăng sĩ, có người chỉ ở lại để được huấn luyện trong một thời gian ngắn và rồi trở về phương Tây để áp dụng lối sống tỉnh thức vào đời sống gia đình của họ. Một số câu hỏi sau đây được hỏi bởi các tăng sĩ trong kỳ an cư Kiết Hạ năm 1970. Những câu hỏi khác là từ buổi thảo luận gần đây nhân cuộc viếng thăm của các cư sĩ phương Tây tại gia và những vị thầy Phật giáo. Nếu bạn chú ý lắng nghe những câu trả lời, bạn sẽ thấy rằng mỗi câu là một chỉ dạy về cách tu hành để được tự tại mà bạn có thể áp dụng trong đời sống của chính mình. Mỗi câu trả lời chứa đựng những hạt giống Phật Pháp và sự giải thoát, và mỗi câu trả lời đều xoay bạn trở về với cội nguồn của sự hiểu biết và trí huệ chân chính, đó là tâm và trí của bạn. Một số những câu hỏi và trả lời sau đây được ghi lại trong chuyến viếng thăm Ajahn Chah của một nhóm thiền sinh và pháp sư phương Tây. Phần còn lại trích từ cuốn Các thiền sư Phật giáo tại thế, biên soạn trong kỳ an cư Kiết Hạ 1970 tại thiền viện Wat Pha Phong. Hỏi: chúng ta phải bắt đầu tu tập thiền như thế nào? Có cần phải có đức tin vững chắc trước hay không? Đáp: nhiều người bắt đầu tu hành với một chút đức tin và hiểu biết Phật Pháp. Điều này cũng rất tự nhiên. Chúng ta phải bắt đầu ngay từ lúc này. Điều quan trọng là chúng ta phải sẵn sàng quan sát tâm của mình, quan sát những tình trạng của mình, để hiểu biết chúng một cách trực tiếp. Rồi đức tin và trí huệ sẽ nảy sinh trong tâm của bạn. Hỏi: tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng hình như nỗ lực của tôi chẳng đi tới đâu cả. Đáp: đừng mong muốn đạt được điều gì trong sự tu hành. Chính sự ham muốn giải thoát hay được khai ngộ này sẽ gây chướng ngại cho sự giải thoát của bạn. Dù bạn có cố gắng đến bao nhiêu, tọa thiền ngày đêm, nhưng nếu bạn vẫn còn ước muốn đạt được một cái gì đó, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an và tĩnh lặng. Năng lượng từ lòng ham muốn này sẽ phát sinh sự hoài nghi và bất an. Bạn có khổ công tu hành bao nhiêu lâu đi nữa cũng sẽ không tiến bộ, và trí huệ không thể nảy sinh từ lòng ham muốn. Hãy buông bỏ hết. Quán chiếu thân và tâm một cách tỉnh thức, nhưng đừng cố đạt được bất cứ điều gì. Nếu không, thì tâm mới vừa yên tĩnh một chút, bạn lập tức lại nghĩ: ồ, không biết ta đã sắp vào tầng thứ nhất chưa? Còn phải mất bao lâu nữa? Ngay lúc khởi tâm như thế, bạn đã mất hết tất cả. Tốt nhất là cứ để cho sự tu hành phát triển tự nhiên. Đừng bận tâm đến đẳng cấp tu hành của mình, chỉ việc quan sát trực tiếp những diễn biến trong tâm của bạn. Càng quan sát, bạn sẽ càng nhận thấy rõ ràng. Nếu bạn có thể tập trung
tâm ý hoàn toàn, bạn sẽ không cần lo nghĩ xem mình đã đạt được đến đẳng cấp nào rồi. Cứ tiếp tục tu hành như đã được chỉ dẫn, và những gì phải xảy ra sẽ xảy ra với bạn một cách tự nhiên. Làm sao có thể diễn đạt cốt tủy của sự tu hành? Tới cũng không đúng, lui cũng không đứng, đứng yên một chỗ cũng không đúng. Không có cách nào để đo lường hay phân loại được sự chứng đắc. Hỏi: nhưng không phải là chúng ta cần đạt được định lực thâm sâu hay sao? Đáp: trong khi tọa thiền, nếu tâm bạn đạt được sự tĩnh lặng và định tâm, thì đó là một công cụ tốt để bạn sử dụng. Nhưng phải rất cẩn thận, đừng để bị dính mắc vào sự tĩnh lặng này. Nếu bạn thiền chỉ với mục đích được định tâm để có một cảm giác vui sướng và thoải mái, thì bạn chỉ phí thì giờ thôi. Mục đích của thiền là để cho tâm an tịnh, và rồi bạn phải dùng sự định tâm đó để quan sát bản chất của thân và tâm. Nếu không thì với tâm tĩnh lặng, bạn sẽ được bình an và thoát khỏi phiền não, chừng nào bạn vẫn còn ngồi thiền. Cũng giống như bạn lấy một tảng đá để che đậy cái hố rác, và khi bạn nhấc tảng đá lên, thì hố rác vẫn còn nguyên những rác rưởi hôi thối. Ngồi lâu hay mau không thành vấn đề, bạn phải dùng định tâm của mình, không chỉ để hưởng thụ sự an lạc tạm bợ, mà để quán chiếu bản chất của thân và tâm, bởi chính điều này mới thật sự giúp bạn giải thoát. Quán chiếu thân và tâm bằng cách trực tiếp nhất, không dùng đến sự suy nghĩ. Có hai trình độ quán chiếu. Một là suy nghĩ lan man, trói chặt bạn vào một nhận thức hời hợt. Loại thứ hai là sự lắng nghe nội tâm trong yên tĩnh và an định. Chỉ khi nào tâm an định và tĩnh lặng, trí tuệ mới có thể phát sinh. Lúc ban đầu, trí tuệ là một tiếng nói rất nhỏ, một mầm cây mềm yếu vừa mới nhô lên khỏi mặt đất. Nếu bạn không hiểu điều này, bạn có thể suy nghĩ quá nhiều về nó và đạp chết nó. Nếu bạn cảm nhận nó một cách lặng lẽ, thì từ điểm này bạn sẽ bắt đầu thấy được căn bản của tiến trình thân và tâm. Từ nhận thức này, bạn sẽ thấy được bản chất biến đổi và vô ngã của thân và tâm. Hỏi: nhưng nếu chúng ta không tìm kiếm gì cả, thì làm sao biết Phật Pháp là gì? Đáp: nơi nào chung quanh bạn cũng là Pháp. Xây dựng nhà cửa, tản bộ trên đường, ngồi trong nhà tắm hay tại đây trong thiền đường này, tất cả đều là Pháp. Khi bạn hiểu đúng thì không có gì trên thế gian này mà không phải là Pháp. Nhưng nếu bạn phải hiểu rằng hạnh phúc và đau khổ luôn ở với chúng ta, khi bạn hiểu bản chất của chúng thì Phật và Pháp cũng ở ngay đây. Khi bạn nhận thấy rõ ràng thì mỗi thời khắc mà bạn kinh nghiệm sự sống cũng đều là Pháp. Nhưng phần lớn chúng ta phản ứng một cách mê muội đối với những gì thuộc về khoái lạc. Ồ, tôi thích cái này, tôi muốn có thêm nữa. Và đối với những gì không vừa lòng, đi đi, tôi không thích cái đó, tôi không muốn nữa. Nếu thay vì vậy, bạn có thể cho phép mình hoàn toàn tự nhiên, cởi mở đối với tính chất của mọi kinh nghiệm, bạn sẽ trở thành đồng một thể với Phật. Khi hạnh phúc đến, biết rằng tính nó rỗng không. Khi phiền muộn đến, biết rằng nó không phải là ta hay của ta. Nếu bạn không đồng hóa mình với các hiện tượng, xem chúng là bạn hay là của bạn, tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Sự quân bình này là chánh đạo, là giáo pháp chân chính của Đức Phật, dẫn đến giải thoát. Thông thường, người ta hay kỳ vọng tôi có thể đạt đến tầng thiền này hay tầng thiền kia, hay tôi có thể phát triển năng lực gì. Họ hoàn toàn bỏ qua những lời dạy của Đức Phật
để tìm cầu những lĩnh vực chẳng có gì ích lợi. Phật tính phải tìm được ở những thứ rất giản dị ngay trước mắt bạn. Và cốt tủy của sự quân bình này là cái tâm không nắm giữ được điều gì cả. Khi mới bắt đầu tu hành, điều quan trọng là bạn có một hướng đi thích đáng. Thay vì cứ cố đi và lăn quanh mãi, bạn phải xem bản đồ hay nhờ một người đã từng đi trên con đường này hướng dẫn bạn. Con đường dẫn tới giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy là trung đạo, nằm giữa hai thái cực tham đắm và khổ hạnh. Tâm phải mở rộng đến mọi kinh nghiệm mà không mất quân bình và rơi vào thái cực này. Điều này cho phép bạn nhận thấy sự việc mà không phản ứng, nắm bắt hay xua đuổi. Khi bạn hiểu được sự quân bình thì đạo sẽ hiển lộ. Đến quá trình tâm linh này, khi hạnh phúc đến, bạn biết rằng nó chỉ tạm bợ, trống rỗng và không đem lại bình an. Khi đau khổ, thất vọng tới, bạn cũng chẳng bận tâm, vì biết rằng chúng cũng chỉ tạm bợ và trống rỗng. Cuối cùng, khi tiến bộ thêm một chút, bạn sẽ nhận thấy rằng trên thế giới này chẳng có gì thật sự có giá trị, không có gì để nắm bắt nữa. Mọi thứ đều giống như một cái vỏ chuối hay vỏ dừa cũ, không có gì hấp dẫn. Khi bạn thấy rằng mọi việc trên thế giới đều giống như những vỏ chuối vô giá trị đối với bạn, lúc đó bạn có thể tự do lui tới trên thế gian mà không còn phiền não hay đau khổ nữa. Đây là con đường đưa đến giải thoát. Hỏi: Ngài có khuyến khích thiền sinh làm những cuộc bế quan tịnh khẩu nghiêm túc dài ngày không? Đáp: Đây là vấn đề của từng cá nhân. Bạn phải tập tu hành trong mọi hoàn cảnh, lúc ở khu chợ đông đảo hay lúc ở một mình. Những lúc mới đầu, tu hành ở những nơi yên tĩnh thì tốt hơn. Đó là lý do mà chúng tôi sống trong rừng. Lúc mới tu hành, bạn luyện tập từ từ để phát triển chánh niệm. Sau một thời gian, bạn có thể tập duy trì chánh niệm trong mọi hoàn cảnh. Có người yêu cầu được bế quan tọa thiền tích cực và tịnh khẩu trong 6 tháng hay 1 năm. Chúng tôi không có quy định nào cho những trường hợp như vậy, nên mọi cá nhân phải tự quyết định và sắp xếp cho mình. Cũng như những chiếc xe bò mà các nông dân sử dụng quanh đây. Nếu người phu lái xe muốn chở nhiều hàng xuống phố, anh ta phải xem xét độ chịu tải của chiếc xe, bánh xe và con bò là bao nhiêu. Chúng có đi nổi tới phố không? Cũng vậy, cả thiền sư và thiền sinh phải nhận biết khả năng và giới hạn của họ. Thiền sinh đó đã đủ sức tu tập pháp này hay chưa? Đã đúng thời điểm chưa? Hãy tế nhị và linh động, hiểu biết và tôn trọng những giới hạn của chính mình. Đây cũng là trí huệ. Đức Phật giảng về hai lối tu hành: giải thoát nhờ vào trí huệ và giải thoát nhờ vào thiền định. Một người được giải thoát nương vào trí huệ, chỉ nghe pháp thì lập tức khai ngộ, bởi toàn bộ giáo lý chỉ đơn giản là sự xả bỏ và để mọi việc diễn biến theo tự nhiên. Nên loại người này bắt đầu tu tập xả bỏ theo một đường lối rất tự nhiên mà không cần phải dụng công quá nhiều để phát triển định tâm. Lối tu tập đơn thuần này cuối cùng có thể đưa họ tới một nơi không còn tự ngã, không còn sự xả bỏ hay vật gì để xả bỏ nữa. Những người được giải thoát qua con đường thiền định cần phải nỗ lực rất nhiều để định tâm. Họ phải tọa thiền theo một quy luật khắt khe trong một thời gian dài. Đối với họ, sự định tâm nếu sử dụng đúng cách sẽ là cơ sở để tiến sâu vào thiền quán. Một khi tâm đã định, cũng giống như học xong trung học, họ có thể đi tiếp lên đại học để nghiên cứu bất cứ những vấn đề nào khác. Một khi có được định lực vững chắc,
bạn có thể tiến vào những cảnh giới thiền định khác nhau, hay bạn có thể dùng định tâm của mình để phát triển mọi mức độ của thiền quán. Dù bằng cách nào, giải thoát qua trí huệ hay giải thoát qua thiền định, bạn đều đạt định mục tiêu giống nhau. Bất cứ phương pháp nào được thực hành mà không bị dính mắc đều có thể đưa đến sự giải thoát. Ngay cả các giới luật, dù đó là ngũ giới tại gia, thập giới cho người mới tu hay 227 giới cho hàng xuất gia, đều có thể được sử dụng như nhau, bởi vì những kỷ luật này đều đòi hỏi sự chánh niệm và xả bỏ, nên công dụng của chúng không có giới hạn. Chẳng hạn, nếu bạn kiên trì đào luyện giới không dối gạt, áp dụng nó lên những hành động bên ngoài và sự quán chiếu bên trong, thì nó không có giới hạn. Cũng như bất cứ phương pháp tu hành khác của Phật Đạo, nó có thể đem lại sự giải thoát cho bạn. Hỏi, có cần phải tu pháp niệm tâm từ cùng lúc với những pháp thiền khác không? Đáp, pháp niệm tâm từ cũng có lợi, nhưng lối tu này hơi thấp. Khi bạn thật sự quán chiếu tâm mình và hoàn tất đúng đắn phần căn bản của Phật Pháp, thì bạn sẽ hiểu rằng tình thương chân thật tự nó hiển lộ. Khi bạn xả bỏ tự ngã và những thứ khác, thì bạn sẽ nhận thấy một sự phát triển sâu sắc và tự nhiên bên trong, khác hẳn với trò chơi trẻ con của việc lặp đi lặp lại những câu như cầu cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Hỏi, chúng tôi phải đi đâu để nghiên cứu Phật Pháp? Đáp, nếu bạn tìm kiếm Phật Pháp, bạn sẽ thấy rằng nó không nằm trong rừng, trên núi hay trong hang động. Phật Pháp ở ngay trong tâm bạn. Ngôn ngữ của Phật Pháp không phải là tiếng Anh, tiếng Thái hay tiếng Phạn. Nó có ngôn ngữ riêng của nó, cũng là ngôn ngữ chung của loài người, ngôn ngữ của kinh nghiệm. Có sự khác biệt rất lớn giữa lý thuyết và kinh nghiệm trực tiếp. Bất cứ người nào nhúng ngón tay vào ly nước nóng đều sẽ có cùng cảm giác nóng. Nhưng ngôn ngữ khác nhau gọi cảm giác này bằng những từ ngữ khác nhau. Cũng vậy, kẻ nào từng nhìn thấu vào tâm sẽ có cùng một kinh nghiệm như nhau, mặc cho kẻ đó là người nước nào hay ngôn ngữ nào. Nếu tâm bạn đã nếm được hương vị của Phật Pháp, bạn trở thành một với mọi người, cũng giống như gia nhập vào một đại gia đình. Hỏi, vậy thì Phật Pháp có khác biệt nhiều với một tôn giáo khác không? Đáp, mục đích của một tôn giáo chân chính, bao gồm Phật Pháp, là đem lại hạnh phúc cho mọi người bằng cách giúp họ nhận rõ chân tướng của mọi sự việc. Bất kỳ tôn giáo nào, hệ thống tín ngưỡng nào có thể giúp bạn đạt được điều này, bạn có thể gọi đó là Phật giáo nếu bạn thích. Trong Thiên Chúa giáo chẳng hạn, một trong những ngày lễ quan trọng là lễ Giáng sinh. Năm ngoái, một nhóm tăng phương Tây đã tổ chức ngày lễ Giáng sinh thật đặc biệt, bao gồm việc tặng quà và làm phước thiện. Nhiều đệ tử khác của tôi thắc mắc tại sao đã đi xuất gia theo Phật rồi mà còn ăn mừng lễ Giáng sinh. Đó là lễ của người Thiên Chúa giáo mà. Trong buổi thuyết giảng, tôi đã từng giải thích rằng mọi người trên thế giới đều có cùng một căn bản như nhau. Gọi họ là người Âu, người Mỹ hay người Thái Lan, chỉ để cho biết nơi họ sinh ra hay màu tóc của họ. Nhưng thân và tâm của họ đều có bản chất như nhau. Tất cả đều ở trong một gia đình nhân loại, đều phải sinh ra, đều phải già và chết. Khi bạn hiểu điều này, những sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Cũng vậy, nếu lễ Giáng sinh là một cơ hội để mọi người cùng nỗ lực làm điều thiện và giúp ích cho kẻ khác,
thì đó là một dịp quan trọng và kỳ diệu, không cần biết bạn gọi đó là ngày gì. Bởi thế, tôi bảo với dân làng rằng, hôm nay chúng ta sẽ gọi là ngày lễ Chúa Nhật. Ai tu hành đúng, tức là họ đang tu hành Phật Đà Thiên Chúa Giáo, và mọi việc đều tốt đẹp. Tôi dạy như vậy để họ không chấp vào những khái niệm khác nhau, mà chỉ nhìn thấy sự diễn biến của mọi việc một cách tự nhiên và rõ ràng. Bất cứ cái gì giúp chúng ta nhận thấy chân lý và sống thiện lành đều là cách tu hành đúng đắn. Bạn có thể gọi nó bất cứ cái tên nào bạn thích. Hỏi: Ngài có cho rằng tâm của người Đông Phương và Tây Phương khác nhau không? Đáp: Trên căn bản thì không có gì khác nhau. Ngôn ngữ và những phong tục bên ngoài thì có khác nhau, nhưng tâm con người đều có cùng những đặc tính như nhau. Người Âu hay Á cũng đều có tâm tham lam và sân hận. Mọi người đều có cùng khả năng khổ và chấm dứt khổ. Hỏi: Đọc và nghiên cứu giáo lý nhiều có phải là một trong những yếu tố cần thiết trong việc tu hành không? Đáp: Phật Pháp không nằm trong kinh điển. Nếu bạn muốn tự mình hiểu những gì Đức Phật giảng dạy, bạn không cần tìm đến sách vở. Hãy theo dõi tâm mình. Hãy quan sát để biết cảm xúc và tư tưởng sinh diệt như thế nào. Đừng dính mắc vào bất cứ điều gì. Chỉ cần tỉnh thức trước những gì đang xảy ra. Đó là con đường dẫn đến chân lý. Hãy để tự nhiên. Mọi việc bạn làm trong cuộc sống đều là một cơ hội để tu hành. Tất cả đều là pháp. Trong lúc làm bổn phận hàng ngày, hãy cố giữ chánh niệm. Khi đi đổ rác, đổ ống nhổ, chùi rửa nhà cầu, đừng nghĩ rằng bạn làm công việc đó vì lợi ích của người khác. Phật Pháp hiện hữu khắp mọi nơi. Đừng nghĩ rằng chỉ khi nào bạn ngồi kiết già yên lặng mới là lúc bạn tu hành. Một số người than phiền là không có đủ thời giờ để tọa thiền. Vậy bạn có thì giờ để hít thở không? Việc hành thiền của bạn là như thế này. Hãy giữ chánh niệm toàn bộ, hoàn toàn tự nhiên, thoải mái trong mọi công việc bạn đang làm. Hỏi: Tại sao chúng tôi không có được những buổi thảo luận với vị thầy? Đáp: Nếu bạn có thắc mắc, bạn có thể đến gặp tôi để hỏi vào bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta không cần thảo luận mỗi ngày. Nếu tôi trả lời mọi câu hỏi của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được diễn tiến của những hoài nghi trong đầu óc bạn. Bạn cần phải tập quan sát chính mình, tự hỏi mình. Chú tâm lắng nghe những buổi thuyết giảng, rồi đem những lời dạy này ra đối chiếu với sự tu hành của mình. Xem thử sự tu hành của bạn và lời dạy giống và khác nhau ở điểm nào. Bạn có nghi ngờ gì không? Ai nghi ngờ, chỉ qua sự xem xét, kiểm thảo chính bạn, bạn mới hiểu rõ ràng. Đáp: Làm thế nào để đối trị với sự hoài nghi? Có những lúc tôi nghi ngờ đủ thứ, nghi ngờ sự tu hành, nghi ngờ sự tiến bộ của chính mình, và nghi ngờ cả thiền sư nữa. Đáp: Nghi ngờ là chuyện tự nhiên, mọi người đều bắt đầu với nhiều nghi vấn. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ chúng, miễn là bạn không đồng hóa mình với những hoài nghi đó, nghĩa là đừng để bị trói buộc vào đó, khiến cho bạn rơi vào cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát. Thay vì vậy, hãy theo dõi toàn bộ tiến trình của sự hoài nghi, của sự băn khoăn. Xem thử ai là người hoài nghi, xem thử hoài nghi sanh và diệt như thế nào, rồi bạn sẽ không còn hoài nghi nữa. Bạn sẽ bước ra khỏi chúng và tâm bạn sẽ yên tĩnh. Bạn sẽ thấy mọi việc đến và đi như thế nào. Buông bỏ được nghi vấn của bạn và chỉ việc quan sát. Đây là cách để chấm dứt hoài nghi.
Hỏi, còn những phương pháp tu hành khác thì sao? Hiện nay, có quá nhiều vị thầy và quá nhiều pháp môn thiền khác nhau, khiến người tu hành bối rối, làm sao biết phương pháp nào là đúng? Đáp, cũng giống như việc đi xuống phố, bạn có thể đi đến đó từ nhiều hướng khác nhau. Thông thường thì những phương pháp thiền này chỉ khác nhau bề ngoài. Nhưng dù bạn đi đường nào, nhanh hay chậm, nếu bạn ở trong chánh niệm thì nó đều như nhau. Điều chủ yếu mà mọi pháp môn tu hành tốt đều phải đạt tới, đó là sự không dính mắc. Cuối cùng thì pháp thiền nào bạn cũng phải buông bỏ, và buông bỏ luôn cả vị thiền sư của mình. Bất cứ phương pháp nào đưa bạn tới sự xả bỏ, không dính mắc, thì đó là phương pháp đúng. Bạn có thể đi đây đó để tham khảo thêm với các thiền sư và thử qua những pháp môn thiền khác. Một số thiền sinh ở đây đã từng làm vậy. Đây là một ước muốn tự nhiên. Bạn sẽ nhận thấy rằng những giải đáp cho hàng ngàn câu hỏi của bạn và kiến thức về nhiều hệ thống tu hành khác nhau sẽ không cho bạn chân lý. Cuối cùng, bạn sẽ chán ngán. Bạn sẽ thấy rằng chỉ khi bạn ngừng nghỉ và xem xét chính tâm mình, bạn mới có thể tìm thấy những gì Đức Phật giảng dạy, không cần tìm kiếm bên ngoài bạn. Cuối cùng, bạn phải trở lại đối diện với chân tính của mình. Bạn có thể chứng ngộ ngay tại nơi đây. Hỏi, nhiều lúc tôi thấy dường như nhiều vị tăng ở đây chẳng tu hành gì cả. Họ có vẻ lơ đãng và không tỉnh giác, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đáp, thấy những vị tăng khác cư xử không đúng, rồi bạn bực bội và khổ sở một cách không cần thiết. Nghĩ rằng anh ấy không nghiêm túc như tôi, họ tu hành không nghiêm chỉnh như chúng ta, họ không phải là những vị tăng tốt. Muốn cho mọi người đều hành xử theo ý mình chỉ làm cho bạn đau khổ. Không ai có thể tu hành cho bạn, và bạn không thể tu dùm cho người khác. Chú ý đến người khác không giúp bạn tu hành tiến bộ. Quan sát người khác không giúp bạn phát triển trí huệ. Đây là phiền não của riêng bạn. Đừng so sánh, đừng phân biệt. Phân biệt rất nguy hiểm, giống như một con đường với một khúc quanh đột ngột. Nếu chúng ta nghĩ những người khác tệ hơn, tốt hơn hay giống như chúng ta đã đi lạc khỏi đường. Nếu chúng ta phân biệt, chúng ta sẽ đau khổ. Phán xét kẻ khác là xấu hay tốt không phải là việc của bạn. Giới luật xuất gia chỉ là một công cụ để giúp cho sự hành thiền của chính bạn, không phải là một khí giới để phán xét hay chỉ trích người khác. Hãy buông bỏ mọi ý kiến và tập trung theo dõi chính mình. Đây là giáo pháp của chúng ta. Nếu bạn thấy bực bội, quán chiếu sự bực bội trong tâm mình. Hãy tỉnh giác đối với những hành vi của chính mình. Chỉ việc xem xét chính mình và những cảm xúc của mình, rồi bạn sẽ hiểu. Đây mới là phương pháp tu hành chân chính. Hỏi, tôi đã cố gắng hết sức để thu thúc lục căn. Tôi luôn nhìn xuống và giữ chánh niệm trong mọi hành động của mình. Chẳng hạn, lúc ăn, tôi ăn rất chậm, dành nhiều thời giờ để theo dõi từng cử động, nhai, nếm, nuốt, vân vân. Tôi thực hiện từng động tác thận trọng và có ý thức. Tôi tu tập như thế có đúng không? Đáp, thu thúc lục căn là tu tập, đúng. Chúng ta nên tỉnh thức và nhận biết chúng suốt cả ngày, nhưng đừng thái quá. Hãy đi đứng, ăn uống và làm việc một cách tự nhiên. Thúc ép sự tu hành hay bó buộc mình vào những khuôn khổ rầy rà, phức tạp là một hình thức tham muốn khác. Kiên nhẫn và chịu đựng là những điều kiện thiết yếu. Nếu bạn hành sự tự nhiên và giữ chánh niệm, thì trí huệ sẽ đến tự nhiên.
hỏi, Ngài có lời khuyên gì cho những người mới tu không? Đáp, cũng như những người tu hành đã lâu, hãy kiên trì. Hỏi, tôi có thể quan sát sự nóng giận và tìm cách đối phó nó, nhưng làm sao để theo dõi sự si mê của mình? Đáp, bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa của mình ở đâu. Bạn hãy chú tâm. Hỏi, về việc ngủ nghỉ thì sao? Tôi nên ngủ mỗi ngày mấy tiếng? Đáp, sao lại hỏi tôi? Tôi không thể nói được. Bạn phải quan sát và tự biết lấy. Nếu bạn ngủ quá ít, cơ thể sẽ khó chịu và bạn sẽ khó duy trì chánh niệm. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, sẽ làm cho tâm trí dao động và đờ đẫn. Hãy tự tìm sự quân bình tự nhiên cho mình, theo dõi thân và tâm và nhu cầu ngủ nghỉ của mình để tìm cho mình một con số lý tưởng nhất. Thức dậy rồi mà còn ngủ nướng là phiền não. Hãy vào chánh niệm ngay khi bạn thức giấc. Còn vấn đề buồn ngủ, có nhiều cách để đối trị. Nếu bạn đang ngồi trong chỗ tối, hãy rời ra chỗ sáng, mở mắt ra, đứng dậy đi rửa mặt, vỗ vào mặt hay đi tắm. Nếu buồn ngủ, hãy đổi tư thế, đi bộ thật lâu, đi lui. Nỗi sợ có thể đụng vào vật gì ở phía sau sẽ giúp bạn tỉnh thức. Nếu vẫn còn buồn ngủ, hãy đứng yên và tưởng tượng bấy giờ là lúc giữa trưa chói sáng, hoặc thử ngồi ở mé một sườn núi cao hay một cái giếng sâu. Bạn sẽ không bao giờ dám ngủ nữa. Nhưng nếu làm hết những việc này rồi mà vẫn còn buồn ngủ thì hãy đi ngủ. Nằm xuống từ từ và cố giữ chánh niệm cho đến khi bạn rơi vào giấc ngủ. Rồi ngay khi bạn thức dậy, hãy ngồi dậy ngay. Hỏi, về việc ăn uống thì sao? Ăn bao nhiêu là đủ? Đáp, ăn cũng như ngủ vậy, bạn phải tự biết lấy. Thức ăn phải đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Hãy xem thức ăn như thức uống vậy. Nếu bạn ăn quá nhiều đến độ cảm thấy buồn ngủ ngay sau bữa cơm và ngày càng mập ra thêm, thì hãy ăn bớt lại, quan sát thân và tâm của mình. Khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ no sau 5 muỗng cơm nữa, hãy ngừng ngay và uống nước cho đến khi thấy vừa đủ no. Theo dõi sự đói bụng và buồn ngủ để tìm sự quân bình cho chính mình. Khi công phu tu hành sâu dày, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy có nhiều sinh lực hơn và ăn ít hơn, nhưng bạn phải tự điều chỉnh chính mình. Hỏi, có cần phải tọa thiền thật lâu không? Đáp, không cần phải ngồi thiền thật lâu. Có người cho rằng ngồi càng lâu thì trí tuệ càng lớn. Tôi đã từng thấy mấy con gà ngồi ấp trứng nhiều ngày liên tục. Trí tuệ đến từ sự chánh niệm trong mọi tư thế. Sự tu hành của bạn phải bắt đầu ngay khi bạn thức giấc vào buổi sáng và tiếp tục mãi cho đến khi bạn thiếp ngủ. Đừng bận tâm về việc bạn ngồi bao lâu. Điều quan trọng là bạn luôn giữ chánh niệm trong mọi lúc, đi bộ, ngồi thiền hay vào nhà tắm. Mỗi người có nhịp độ riêng, có người chết vào lúc 50, có người 65 hay 90 tuổi mới chết. Sự tu hành của mỗi người cũng vậy, sẽ không giống nhau. Đừng lo nghĩ về điều này, hãy cố giữ chánh niệm và để mọi việc xảy đến tự nhiên, rồi tâm bạn sẽ trở nên tĩnh lặng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giống như mặt hồ phẳng lặng trong khu rừng yên tĩnh. Tất cả những con vật quý hiếm, kỳ diệu sẽ đến đó uống nước và bạn sẽ thấy rõ ràng bản chất của mọi sự việc. Bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu đến và đi, nhưng bạn vẫn tĩnh lặng. Đây là niềm hỷ lạc của bậc giác ngộ. Hỏi, tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ và vẫn hay bị phóng tâm, dầu tôi cố gắng giữ chánh niệm. Đáp, đừng lo lắng về việc đó. Cố giữ tâm trong hiện tại,
bất kỳ ý tưởng gì hiện ra trong tâm, chỉ việc quan sát nó và để nó đi. Cũng đừng ước muốn xua đuổi mọi ý tưởng, cứ tỉnh thức và nhận biết chúng, và rồi tâm sẽ trở lại trạng thái tự nhiên của nó. Đừng có sự phân biệt tốt hay xấu, nóng, lạnh, nhanh hay chậm. Không có tôi, không có anh, không có tự ngã nào hết, chỉ những gì đang hiện hữu. Khi bạn đi, thì không có gì đặc biệt để làm cả. Chỉ việc đi và nhìn thấy những gì đang xảy ra, không cần chấp vào nơi ẩn cư hay tĩnh mịch. Bất kỳ bạn đang ở đâu, nhận biết chính mình qua sự quan sát một cách tự nhiên. Nếu tâm phóng, niệm nghi ngờ, hãy quan sát nó, đến và đi. Chỉ giản dị thế thôi, không bám víu vào điều gì. Giống như khi bạn đi bộ trên đường, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp chướng ngại. Khi bạn gặp phiền não, chỉ việc nhận biết chúng và khắc phục chúng bằng cách để chúng qua đi. Đừng bận tâm đến những chướng ngại đã qua. Đừng lo nghĩ về những gì chưa đến. Hãy giữ tâm trong hiện tại. Đừng quan tâm đến chiều dài của con đường hay đích đến cuối cùng. Sự việc luôn luôn thay đổi. Bất kỳ điều gì bạn đi qua, đừng dính mắc vào đó nữa. Cuối cùng, tâm bạn sẽ đạt được đến sự quân bình tự nhiên của nó. Đó là lúc sự tu hành trở nên tự động, không còn là một cố gắng nữa. Tất cả mọi việc sẽ tự nó đến và đi. Hỏi: đối với những chướng ngại khó khăn khác thì sao? Chẳng hạn, làm thế nào để chế ngự dục vọng trong sự tu hành? Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật sự nô lệ cho những thú vui thể xác. Đáp: dục vọng phải được quân bình bằng pháp quán bất tịnh. Sự ràng buộc vào thân thể là một thái cực, nên chúng ta phải chú tâm vào thái cực kia, quán chiếu thân thể như một xác chết và liên tưởng đến tiến trình mục ruỗn của nó. Cũng có thể quan sát từng phần trong thân thể như tim, gan, phổi, nước tiểu, mồ hôi, vân vân. Nhớ đến những điều này và liên tưởng đến những khía cạnh bất tịnh của thân thể sẽ giúp cho bạn tránh bị tham dục quấy nhiễu. Hỏi: còn về sự nóng giận thì sao? Khi cảm thấy giận dữ, tôi phải làm gì? Đáp: cứ việc để nó đi qua. Nếu không, bạn phải tập niệm tâm từ. Khi tâm nóng giận bùng phát, hãy quân bình nó bằng cách phát triển từ tâm. Nếu có người làm điều gì xấu hay nóng giận, bạn cũng đừng nên nóng giận. Nếu bạn tức giận, chứng tỏ là bạn còn vô minh hơn họ nữa. Hãy sáng suốt, giữ tâm từ ái và thương người đó vì bạn biết rằng họ đang đau khổ. Hãy làm cho tâm tràn đầy tình thương, xem người đó như là anh chị thân yêu của mình. Lấy cảm giác từ ái làm mục thiền quán, trải lòng từ đến tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Chỉ có lòng từ mới thắng được sự sân hận. Hỏi: tại sao chúng ta phải lễ lại nhiều như thế? Đáp: lễ lại rất quan trọng. Đó là một hình thức bên ngoài trong việc tu hành và cần phải được thực hiện đúng cách. Đầu phải hạ thấp xuống sàn nhà, cùi chỏ phải để gần đầu gối và cách nhau khoảng một gang tay. Lại chậm và giữ chánh niệm về thân thể của bạn. Đó là một cách chữa trị tâm kiêu mạn của chúng ta. Chúng ta nên lại thường xuyên. Khi bạn lại 3 lần, hãy nhắc nhở mình về những ta 3 ngôi, Phật, Pháp, Tăng. Đó là những phẩm chất thanh tịnh, rực rỡ và bình an. Chúng ta dùng hình thức bên ngoài để huấn luyện mình, để hòa hợp thân tâm, đừng nhìn những người khác lại. Nếu có người mới tu hơi cẩu thả hay những vị sư già có vẻ lơ đễnh, bạn cũng không được phán xét. Đó không phải là việc của bạn. Huấn luyện một người đôi lúc rất khó khăn. Có người học nhanh, có người học chậm. Phán đoán người khác
chỉ làm tăng lòng ngạo mạn của bạn. Hãy tự xem xét chính mình. Lễ lại thường xuyên sẽ giúp cho bạn loại bỏ tính kiêu mạn của mình. Những người đã thuần thục trong giáo pháp sẽ vượt ra khỏi những hình thức bên ngoài, bởi họ không còn ích kỷ, nên mỗi việc họ làm đều là một sự lễ lại. Họ ăn, đi hay nói cũng đều là một sự lễ lại. Hỏi: chướng ngại lớn nhất của một đệ tử mới xuất gia là gì? Đáp: ý kiến. Quan niệm và ý kiến đối với mọi việc, đối với chính họ, đối với sự tu hành và với giáo lý của Đức Phật. Nhiều người đến đây học từng đã có địa vị cao trọng trong xã hội. Họ là những người thương gia giàu có, tốt nghiệp đại học, giáo sư, sĩ quan. Đầu óc của họ chứa đầy ý kiến về đủ thứ việc. Họ quá giỏi nên không cần nghe người khác dạy bảo. Những người quá giỏi giang này chỉ ở đây một thời gian ngắn. Họ chẳng học được gì cả. Họ phải vứt bỏ sự thông minh của mình. Một cái chén đựng đầy nước dơ không thể sử dụng được. Chỉ sau khi đổ hết nước cũ đi thì mới có thể dùng cái chén đó được. Bạn phải dụ bỏ tất cả những thành kiến trong tâm, rồi mới có thể nhìn thấy được. Sự tu hành của chúng ta vượt ra khỏi sự thông minh và ngu dốt. Nếu bạn nghĩ rằng, ta tài giỏi, ta giàu có, ta là một nhân vật quan trọng, ta thông hiểu Phật Pháp, bạn đang che mờ chân lý vô ngã. Đâu đâu bạn cũng thấy chữ ta, của ta mà thôi. Nhưng Phật Pháp là xả bỏ cái ta. Nếu bạn cho rằng mình khôn ngoan hơn người khác, bạn sẽ đau khổ thôi. Hỏi: những phiền não như tham lam hay sân hận chỉ là ảo giác hay chúng là thật? Đáp: cả hai. Những phiền não mà chúng ta gọi là tham ái, sân hận và si mê chỉ là những danh xưng bên ngoài, cũng như cách chúng ta gọi một cái bát là lớn, nhỏ hay xinh đẹp. Nếu chúng ta muốn một cái bát lớn, chúng ta gọi cái này là nhỏ. Chúng ta tạo ra những khái niệm từ sự tham muốn của ta. Tham muốn khiến chúng ta sinh tâm phân biệt. Nhưng chân lý thì lúc nào cũng vậy thôi. Thử nghĩ như sau. Bạn là đàn ông có phải không? Đúng vậy. Đây chỉ là hình dáng bên ngoài. Thật ra, bạn chỉ là sự kết hợp của tất cả hay của ngũ uẩn không ngừng phát triển. Nếu tâm đã giải thoát, nó không phân biệt, không có lớn, nhỏ, không có bạn và tôi, không có gì cả. Chúng ta nói là vô ngã, nhưng thật sự đến lúc cuối cùng thì không có ngã hay vô ngã. Hỏi: xin Thầy giải thích thêm về nghiệp quả. Đáp: nghiệp là hành động, nghiệp là sự dính mắc. Thân khẩu ý tạo nghiệp khi chúng ta dính mắc. Chúng ta tạo nên những thói quen, rồi chính những thói quen này khiến chúng ta đau khổ trong tương lai. Đây là kết quả của sự dính mắc của chúng ta, của những phiền não trong quá khứ của ta. Khi chúng ta còn trẻ, cha mẹ chúng ta thường khắt khe với chúng ta vì muốn giúp cho ta. Ta tức giận khi bị cha mẹ hay thầy cô rầy la, nhưng sau này ta mới biết tại sao. Đó cũng giống như nghiệp báo. Giả sử bạn là một tên trộm trước khi trở thành một nhà sư. Bạn ăn cắp và khiến cho cha mẹ buồn lòng. Nay bạn đã xuất gia tu hành, nhưng mỗi khi nhớ lại việc sai quấy lúc xưa, bạn vẫn còn thấy đau buồn. Hay giả bạn đã làm một việc tốt trong quá khứ mà nay mỗi khi nhớ đến bạn cảm thấy vui vẻ, và tâm trạng vui này là kết quả của việc làm trong quá khứ. Hãy nhớ rằng không chỉ hành động mà lời nói và tư tưởng đều tạo nghiệp. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân, dài lâu hay trong khoảnh khắc. Nhưng bạn không cần bận tâm lo nghĩ về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chỉ quan sát thân và tâm trong lúc này, quan sát tâm mình,
bạn có thể biết được nghiệp quả của mình. Sau một thời gian tu hành thì bạn sẽ nhận biết rõ ràng. Tuy nhiên, đừng để tâm đến nghiệp quả của người khác, đừng quan sát nhân quả của người khác. Nếu tôi uống thuốc độc, tôi đau đớn, không cần anh chia sẻ với tôi. Hãy làm theo sự chỉ dẫn của một vị thầy, rồi tâm của bạn sẽ trở nên bình lặng, giống như tâm của vị thầy. Hỏi: đôi khi tôi có cảm tưởng rằng, từ ngày trở thành một tăng sĩ, tôi càng gặp nhiều chướng ngại và đau khổ hơn. Đáp: tôi biết một số các bạn ở đây đã từng sống trong sự tiện nghi thoải mái. Nếu so sánh với lối sống trước, thì nếp sống hiện nay của các bạn rất gò bó và kỷ cương. Trong sự tu hành, tôi thường buộc các bạn phải ngồi và chờ đợi hàng giờ. Thực phẩm và khí hậu cũng khác hẳn ở quê hương các bạn. Nhưng mọi người phải tập cam chịu một chút sự đau khổ dẫn đến sự chấm dứt đau khổ để có thể học hỏi. Tất cả đệ tử của tôi cũng giống như con cái của tôi. Tôi chỉ có tình thương và sự an vui của họ trong tâm. Đôi lúc tôi làm cho bạn khó chịu chỉ vì muốn cho bạn được lợi ích. Khi bạn tức giận và buồn phiền, đó là cơ hội rất tốt để hiểu được tâm của mình. Đức Phật dạy rằng, phiền não là thầy của chúng ta. Những người ít học và ít kiến thức thế gian có thể tu hành dễ dàng hơn. Nhưng tôi biết một số các bạn là những người học cao hiểu rộng. Những người như thế càng có nhiều thứ trong nhà của họ để dọn dẹp hơn. Dọn dẹp căn nhà của mình, rồi bạn sẽ có một chỗ ở rộng lớn. Hãy kiên nhẫn và chịu đựng là những điều kiện thiết yếu trong việc tu hành của chúng ta. Khi tôi còn là một nhà sư trẻ, tôi không gặp nhiều trở ngại như bạn, bởi vì tôi hiểu ngôn ngữ và quen với thức ăn bản xứ. Thế mà đôi lúc tôi cảm thấy chán nản, thất vọng, muốn hoàn tục và có khi còn muốn tự sát nữa. Những đau khổ này phát sinh từ những quan niệm sai lầm. Tuy vậy, một khi bạn tìm thấy chân lý, bạn thoát khỏi mọi quan niệm và định kiến và mọi thứ đều trở nên bình an. Hỏi: qua công phu thiền định, tôi đã được một trạng thái rất bình an. Tôi nên làm gì kế tiếp? Đáp: tốt lắm. Hãy làm cho tâm bình an và tập trung, rồi dùng tâm định này để xem xét thân và tâm. Ngay cả khi tâm bất an, bạn cũng phải quan sát, rồi bạn sẽ biết được sự bình an thật sự. Tại sao? Bởi vì bạn sẽ nhận được bản chất vô thường. Ngay cả sự bình an cũng phải được xem là vô thường. Nếu bạn dính mắc vào những trạng thái tâm bình an, bạn sẽ đau khổ khi bạn không có chúng. Hãy xả bỏ tất cả, ngay cả sự bình an. Hỏi: có phải thầy đã từng nói là thầy rất sợ những đệ tử quá siêng năng, tinh tấn? Đáp: đúng vậy. Tôi sợ là họ quá nghiêm trọng, họ nỗ lực quá sức, nhưng vì thiếu trí tuệ nên họ tự làm cho mình đau khổ một cách không cần thiết. Một số các bạn ở đây quyết tâm muốn được chứng ngộ. Bạn nghiến răng và tranh đấu liên tục. Bạn ép mình quá sức. Bạn chỉ cần nhận thấy rằng mọi người đều như nhau. Họ không biết bản chất của sự việc. Tất cả hình sắc, thân và tâm đều vô thường. Chỉ việc quán chiếu như vậy và đừng dính mắc vào đâu cả. Hỏi: tôi hành thiền đã nhiều năm. Tâm tôi mở rộng và hầu như lúc nào cũng bình an. Nhưng bây giờ tôi muốn đạt được những trạng thái nhập định cao. Đáp: những lối tu hành đó là những pháp thể dục tinh thần có lợi. Nếu bạn có trí huệ, bạn sẽ không bị dính mắc vào những trạng thái nhập định. Đây cũng giống như trường hợp muốn ngồi thiền thật lâu. Huấn luyện như vậy cũng tốt. Nhưng tu hành thật sự không liên quan gì đến tư thế hay thời gian.
hãy nhìn thẳng vào tâm là trí tuệ. Khi bạn quan sát và hiểu biết tâm mình, bạn sẽ có trí tuệ để biết được những giới hạn của sự định tâm hay kinh điển. Nếu bạn tu hành đến mức độ không còn dính mắc, bạn có thể đọc kinh điển như thưởng thức một món ăn tráng miệng ngon ngọt, và chúng cũng có thể giúp bạn trong công việc giảng dạy cho những người khác. Bạn cũng có thể quay sang việc tu tập để đạt đến trạng thái nhập định. Nhưng với trí tuệ lúc đó, bạn sẽ không bị dính mắc vào bất cứ điều gì. Hỏi: xin thầy giảng thêm về cách chia sẻ Phật pháp với những người khác. Đáp: hành động với thiện tâm và có đạo đức là đường lối căn bản nhất để truyền bá giáo pháp. Làm việc thiện giúp đỡ người khác với tình thương và đạo đức mang lại kết quả tốt đẹp, khiến cho bạn và người khác vui vẻ và hòa hợp. Dạy dỗ kẻ khác là một trách nhiệm quan trọng và cao đẹp, và hãy làm vậy với tất cả nhiệt tâm. Phải biết rằng để dạy dỗ người khác, bạn phải luôn dạy dỗ chính mình. Bạn phải chăm sóc cho sự tu hành và thanh tịnh của chính mình. Không phải chỉ nói cho người khác biết thế nào là đúng, mà bạn phải thật tâm thực hành những gì bạn giảng dạy, phải thành thật với chính mình và người khác. Điều biết gì là thuần khiết, cái gì là ô trượt. Dạy dỗ kẻ khác là một trách nhiệm quan trọng và cao đẹp, và hãy làm như vậy với tất cả nhiệt tâm. Phải biết rằng để dạy dỗ người khác, bạn phải luôn dạy dỗ chính mình. Bạn phải chăm sóc cho sự tu hành và thanh tịnh của chính mình. Không phải chỉ nói cho người khác biết thế nào là đúng, mà bạn phải thực tâm thực hành những gì bạn giảng dạy, phải thành thật với chính mình và người khác. Biết điều gì là thuần khiết, cái gì là ô trượt. Cốt tủy của Phật pháp là tập nhìn thấy sự việc một cách chân thật, trọn vẹn và rõ ràng. Thấy được chân lý thì sẽ được tự do và giải thoát. Hỏi: xin thầy tóm lược những điểm chính của buổi vấn đạo hôm nay. Đáp: bạn phải biết xem xét chính mình, biết mình là ai, biết thân và tâm của bạn qua sự quan sát. Trong lúc ngồi thiền, ngủ, nghỉ, ăn uống, phải biết thế nào là giới hạn, hãy sử dụng trí huệ. Tu hành không phải để đạt được một điều gì, chỉ cần luôn giữ chánh niệm. Lối hành thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm, bạn sẽ thấy sự đau khổ, nguyên nhân của đau khổ và sự chấm dứt đau khổ. Phải kiên nhẫn và chịu đựng, dần dần bạn sẽ hiểu. Đức Phật dạy đệ tử của Ngài ở với các thầy của họ ít nhất 5 năm. Đừng quá khắt khe trong việc tu hành, đừng dính mắc vào hình thức bên ngoài, hãy sống một cách tự nhiên và quan sát cuộc sống đó. Giới luật của tăng sĩ và những nội quy của thiền viện rất quan trọng. Chúng kiến tạo một bầu không khí hòa hợp và bình dị. Hãy chấp hành những giới luật và nội quy cho tốt. Nhưng phải nhớ rằng, cốt tủy của giới hạnh là theo dõi mọi ý định và quan sát tâm. Bạn phải có trí huệ. Đừng nên theo dõi người khác. Đừng phân biệt. Bạn có bực tức với một cái cây nhỏ trong rừng vì nó không cao và thẳng như những cây khác không? Đừng phán xét người khác. Thế giới có muôn hình muôn vẻ. Mong muốn thay đổi tất cả chỉ làm cho bạn đau khổ mà thôi. Bạn phải tập biết giá trị của sự cống hiến và thành tâm. Hãy kiên nhẫn, trì giới, sống giản dị và tự nhiên, quán sát tâm. Tu hành như vậy sẽ giúp cho bạn loại bỏ tâm vị kỷ và đạt được bình an và hạnh phúc.